Chiều ngày mùng 3 tháng 4, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đến dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4 với chi bộ thôn Bắc Trại, xã Vân Xuân. Chi bộ thôn Bắc Trại có 76 đảng viên, trong đó có 14 đảng viên miễn sinh hoạt do đi làm ăn xa và tuổi cao, sức khỏe yếu. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên trong chi bộ thôn Bắc Trại đã được chi bộ thông tin về các văn bản của cấp trên, thông báo kết luận hội nghị ban chấp hành Đảng bộ xã Vân Xuân, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 của chi bộ và triển khai nhiệm vụ tháng 4, 2022. Chi bộ thôn Bắc Trại, xã Vân Xuân bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung báo cáo. Một số đảng viên đề nghị xã Vân Xuân tiếp tục quan tâm công tác vệ sinh môi trường, cải tạo nâng cấp đường giao thông, đạo phép kinh mương, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, có giải pháp phát triển đảng viên. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Bắc Trại, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã thông tin đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2022 của huyện Vĩnh Tường. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà chi bộ và nhân dân thôn Bắc Trại đạt được, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của chi bộ trong thời gian. Qua đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị chi bộ thôn Bắc Trại thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, thực hiện có nền nếp và chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tiếp tục tuyên truyền đến mọi người dân tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Xuân Quang đã tặng quà cho Tổ phòng chống COVID-19 thôn Bắc Trại, xã Vân Xuân.